Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp mình chia sẻ với các bạn về cách làm một món ăn ngon từ lưỡi bò. Đây là món lưỡi bò xào với dứa và hành tây. Ăn nó rất là ngon, không bị ngán này. Nó có sự hài hòa giữa cái độ chua quả dứa này, độ thơm của hành tây, gia vị mình ướp vừa phải. Ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn, rất là đưa cơm nha. Các bạn cùng theo dõi mình vào bếp để mình thực hiện cái món này nha. Nguyên liệu thì ở đây mình có sử dụng là nửa cái lưỡi bò. Lưỡi bò ở đây thì cách sơ chế của nó thì rất là quan trọng nha cả nhà. Các bạn mua về sau đó mình rửa sạch đi bằng muối và chanh. Các bạn làm cho nó thật sạch nhé, nó không bị nhớt. Sau đó thì mình sẽ bắt lên bếp một cái xoong nước. Mình đun nước nó sôi lên, mình cho cái lưỡi vào. Đợi cho cái lưỡi của mình nó sôi được 2 phút, các bạn tắt bếp và các bạn vớt cái lưỡi ra. Mình cạo sạch cái phần trắng trắng mà nó dính ở cái lưỡi á. Mình làm cho nó sạch đi, các bạn cạo thật sạch. Và mình rửa thêm một lần bằng muối và một ít chanh nữa. Các bạn để cho ráo nước. Các nguyên liệu khác thì ở đây mình có sử dụng thêm là nửa trái thơm, một củ hành tây, một ít tỏi, gừng, hành củ, ớt và rau cần tây. Cần tây mình xào chung rất là ngon nha cả nhà. Một số gia vị mình đi kèm thì có thêm là nước mắm, đường, bột ngọt và tiêu. Phần lưỡi thì mình sẽ mang đi mình cắt mỏng ha. Bạn cắt thành những cái tớ vừa ăn. Phần lưỡi tại vì mình đã luộc sơ nên khi mình cắt mình thấy được cái màu tái của cái lưỡi này. Sau khi cắt xong thì mình sẽ cho nó ra một cái tô, mình để riêng ra nhé. Phần hành và tỏi thì mình sẽ đập dập, gừng mình cũng đập dập và mình bầm nhuyễn nó ra. Mình cho chung vào mình bầm nhuyễn luôn nha cả nhà. Ớt thì các bạn nào ăn được cay thì mình cho nhiều, còn không thì mình cắt mỏng ra ha. Để tí mình cho vào sau. Phần dứa thì mình sẽ chẻ ra làm đôi và mình cắt xéo ra thành những cái nát mỏng. Hành tây thì mình sẽ bổ đôi, mình bỏ đi cái phần đầu cuống và mình cắt thành những cái múi. Phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi này cả nhà. Cuối cùng thì mình sẽ đi ướp, mình sẽ cho vào đây một phần lưỡi bò, cái số hành, tỏi và gừng mình đã băm lúc nãy vào. Tiếp đến thì mình sẽ cho thêm vào đây nửa thìa muối, hạt nêm cờ no, một ít đường, một ít bột ngọt và tiêu xay nhuyễn ha. Mình sẽ sử dụng thêm vào đây một ít nước mắm. Mình sẽ sử dụng một thìa thôi.
và một ít dầu ăn. Khi các bạn ướp thịt á, các bạn cho dầu ăn vào thì thịt của mình nó sẽ nhanh thấm gia vị hơn và nó có cái độ mềm. Khi mình xào nó rất là ngon. Cuối cùng thì mình sẽ đảo đều lên ha. Mình trộn cho cái phần nửa của mình nó được thấm gia vị. Mình sẽ ướp phần nửa 20 phút để nó thấm gia vị. Sau 20 phút thì mình sẽ mang đi mình xào ha. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo. Mình cho vào đây 3 thìa dầu ăn. Đợi cho dầu nóng và sôi rồi, mình sẽ cho cái số hành, tỏi và một ít gừng còn lại vào. Mình phi cho nó thơm lên. Mình sẽ cho thêm vào đây một thìa sa tế cho nó có cái độ cay và ăn nó sẽ thơm ngon hơn. Lúc này thì cái phần hành, tỏi và gừng của mình đã thơm rồi. Mình sẽ cho cái phần lưỡi bò vào mình xào. Mình canh sao để mình xào cái phần lưỡi của mình nó vừa chín tới thôi nha cả nhà. Nếu các bạn xào nó lâu quá thì cái lưỡi bò của mình nó chín quá, nó sẽ bị dai và nó bị khô, ăn nó không được ngon ha. Ở đây mình sẽ xào khoảng 3 phút thôi, 3 đến 4 phút để cho cái phần lưỡi của mình nó vừa chín tới là được. Lúc này cái lưỡi của mình nó đã vừa chín tới rồi này cả nhà. Mình sẽ cho cái phần dứa vào trước. Mình xào. Mình xào thêm khoảng 2 phút để cái dứa của mình nó được chín và nó thấm gia vị. Mình sẽ nêm thêm vào đây ha. Một ít hạt nêm cờ no và một ít đường để cho cái phần dứa của mình nó được đậm đà hơn. Sau khi mình xào cái phần dứa này được 2 phút rồi đó thì lúc này nó đã chín và nó rất là thơm ngon. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần hành tây vào này. Phần hành tây rất là nhanh chín nên mình chỉ cần cho vào mình đảo khoảng 30 giây thôi là được nha cả nhà. Hành tây mà mình xào kỹ quá nó cũng không ngon, nó mất đi cái độ thơm và độ giòn của hành. Mình đảo cái phần hành này được 30 giây thôi là được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho rau thơm và ớt vào. Các bạn có thể rắc thêm một ít tiêu nữa. Và mình tắt bếp nhé. Rau thơm ở đây là mình sử dụng cái rau cần tây cả nhà. Lưỡi bò mình sử dụng với rau cần tây là rất là hợp luôn. Mình sẽ rắc lên trên một ít tiêu nữa. Mình đảo đều và mình tắt bếp. Nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Bây giờ thì mình sẽ múc ra dĩa ha và thưởng thức cùng với cơm. Rất là ngon nha cả nhà. Mình đã hoàn thành xong cái món
nưỡi bò xào với dứa và một ít cần tây ha, hành tây rất là thơm và ngon. Ăn cái lưỡi bò của mình nó không bị khô này, ăn nó mềm, rất là dễ ăn luôn mà không bị ngán nữa. Cách xào của mình cùng với lại một ít dứa ăn cực kỳ ngon và thơm. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.